Đấy, mút mút đây anh em ạ. Có hàng, có hàng đấy. Đó vừa dập. Úi lội lội bình. Lội bình phao. Úi dồi ôi, lội bình phao. Úi, mày chết con ơi. Úi dồi lội bình phao anh em ơi. Đấy, mút mút đây anh em ạ. Có hàng, có hàng đấy. Đó vừa dập. Úi lội lội bình. Lội bình phao. Úi dồi ôi, lội bình phao. Úi, mày chết con ơi. Úi dồi lội bình phao anh em ơi. Úi dồi cần 10 hát đóng đài anh em ơi. Hát này đúng rồi. Mày chạy rồi con ơi. Mày chạy ngủ nữa gì cần. Mày chạy con ơi. Hàng to quá. Ui. Mày hắt của tao. Đúng này. Mày chạy đâu rồi con. Nước bồng mà. Con này nước bồng. Mút mút mút. Đây rồi. Mút rồi. Mút rồi. Đây rồi. Đây rồi. Hàng hàng rồi. Bóng bóng bóng. Bóng hàng rồi con ơi. Con này mà nó chạy mắt. Mút mút mút. Đây rồi. Mút rồi. Mút rồi. Đây rồi. Đây rồi. Hàng hàng rồi. Bóng bóng bóng. Bóng hàng rồi các bác ơi. Con này mà nó chạy mắt. Nhiều à. Hàng to, hàng to. Vớt vớt vớt, lấy cái vớt. Con này không để mất được. Con này còn mất nữa thì hỏng. Phương Thảo Fishing chuyên cung cấp lưỡi ngũ thép xịn, phao câu lục đầu cần, cần câu 8H10H bạo lực, vui lòng. Kết bạn Zalo 0925526083. Em chưa Hà Nội thì rất là ok. Chào năm sau em quay trở lại channel của em. Hôm nay dẫn tất cả các anh em đi đến vị trí sông ngày xưa em hay câu mà hay được nhiều cá to đấy các bạn. Toàn cần thổ đi thôi. Quay cho anh em xem một đoạn ở khúc sông này nhá. Rất là dài rộng. Nhiều bác bảo sao cá đây nhiều thế. Không phải là không có kích đâu mà người ta kích cũng rất là nhiều nhưng mà được cái là nước nó sâu ấy, thành ra là cá to vẫn còn lại rất nhiều. Thì anh em ra ngoài cái chỗ câu cây dừa kìa, ngồi chỗ đấy thì nó đẹp hơn nhiều. Dơm mát ạ, ngồi đây dơm mát cả ngày. Và anh em có buồn thì đến đây nhá. Có mua sẵn. Nước này lên cả cá đấy. Anh em chúng tôi sẽ đi sâu tận ở bên trong bên kia. Ngồi vị trí này câu thì nó mới tuyệt vời, mắc bình luôn. Trời hôm nay nó không được nắng lắm anh em ạ. Mắc bình. Trong cái bụi kia câu đẹp hơn. Gió mát quá anh em ạ, khả năng em ngồi chỗ này nhá, ngồi cái chỗ này để cho mấy thằng em nó ngồi ở trong qua bên kia. Phê đấy. Trời này cái nó không có nắng thành ra là cảnh nó không được đẹp lắm. Anh em thông cảm. Mình cứ lên cá là ok rồi. Hey, và theo nhiều ý kiến của anh em thì cứ bảo bác nên đánh đài đi. Hôm nay em đánh đài quá nhá. Đấy, này phần màng 4 5. Anh em nào thích lấy loại pháo đài nữa em nhá, nhà nhiều lắm. 10 hát nhưng mà đánh đài. 10 hát bá đạo quá. Cái cây này các bác có thể đánh đài đánh lục đều ok hết. Bởi vì ngọn của nó có thể từ 2 ni đến 21. Nhưng mà rất là khỏe. Nó không cứng lắm đâu anh em ạ. Nếu anh em mà đánh ngọn 2,5 ni rất là cứng.
cần này nó lại được cái ưu điểm là ngọn mềm hay đánh nó sướng. Cá vít phê lắm. Đánh đài phao gỗ. Nước ở đây tương đối là sâu đấy anh em ạ. Ấy, rồi. Này đầu tiên quay phao đài cho anh em xem. Xem nó rút phao có phê không. Đẹp quá nhỉ. Đó, ok. Anh em nhìn đây quả nữa xịn xò nữa. Nhật từ bên Đài Loan này nữa cực kỳ cứng rồi. Siêu cứng, siêu cứng. Còn nữa là nó xuống. Cân thử phao anh em nhé. Nước đây nó cũng sâu phết nên là mình phải cân thử trước. Ấy tụt mất hình ngay. Đánh tỉa bờ đây mà nó cũng tầm phải đến 2,5 mét nước. Ra ngoài sâu lắm. Ra ngoài không nhá được. Đấy, ok đấy. Này là đẹp đấy các bạn. Đánh tỉa bờ thôi. Nói chung là hôm nay cũng chẳng có gì, chỉ có mỗi ủ chua và cám viên. Này đánh rò đấy xong lún đọ nên là em bóp thêm cả tôm đấy anh em ạ. Mồi dẻo kinh khủng luôn. Mồi đây là không có bột mì anh em nhé, em chỉ cho mỗi cám viên vào để làm độ dẻo thôi. Cám viên nó cực kỳ dẻo và cực kỳ chất luôn. Đấy, mỗi cắm viên là đã rất là ok rồi. Anh em nhìn này. Này nó nén nét nó hơi chậm. Đấy, mút mút đây anh em ạ. Có hàng đấy. Nó vừa dập. Úi, lội bình. Lội bình phao. Úi dồi, lội bình phao. Úi, mày chết con ơi. Úi dồi, lội bình phao anh em ơi. Đấy, mút mút đây anh em ạ. Có hàng đấy. Nó vừa dập. Úi, lội bình. Lội bình phao. Úi dồi, lội bình phao. Úi, mày chết con ơi. Úi dồi, lội bình phao anh em ơi. Úi dồi, cần 10 hát đấu đài anh em ơi. Hát này đúng rồi. Mày chạy rồi con ơi. Mày chạy ngủ nữa kì cần. Mày chạy con ơi. Hàng to quá. Ôi. Mày hắt của tao. Đúng này. Mày chạy đâu rồi con. Nước bỏng mà. Con này nước bỏng lên. Vượt. Vượt khủng em ơi. Ui. Rồi ui. Câu thế này mới là sướng chứ. Mày chạy á. Anh em nhìn em nước bỏng này lên. Úi giời. Mày nhìn nhá. Chạy được ngay nhá. Ống bỏng mày lên ngay ý này. Bao nhìn thấy 10 hát em đóng đóng chưa. Nhấc này. Nhấc lên mày lên ngay ý. Ua nó cần của tao à. Mất gỡ. Khỏe lắm anh em ạ. Quả nó khỏe vượt luôn. Rất khỏe anh em ạ. Nhìn này. Đó. Sông nước lợ hay đóng giống này. Xin lỗi mày đi nhá. Làm yên, anh cho lên bờ. Kinh của này là viết sướng thật. Cầu chỗ này em đóng được mấy con vượt đấy anh em ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Làm yên đấy. Mày làm yên đấy. Không có cửa đâu. Múc phao đài sướng thế. Để cho cái vượt ra anh em ạ. Các bác thấy nó viết sướng không? Xin lỗi mày đi. Con này thô, con này là ba cân anh em ạ. Để loại mắt ra. Phê loại mắt anh em ạ. Phê thấy em đóng được mấy con ở chỗ này đấy. Xin lỗi mày đi. Anh em nhìn thôi. Được rồi chưa?
Mày em run run rồi đấy. Dã man thật. Đâu rồi? À, bông lưỡi rồi, mày quá. Số mày đúng số chết này. Sướng thật, anh em thấy 10H em đánh bài sướng không? Vít phê ngoài mắt luôn. Đây, cho thiệp bên này anh em ạ. Kinh thật, vít phê, phê quá rồi. À, có nhìn này, đấy con dư bằng. Tuần vào. Chạy mày tào quá. Cũng cửa. Còn hàng đầu tiên các bác nhá. Tuyệt vời ông mặt trời. Anh em thấy tí mùi cám có thịt tôm ở dưới khả giam khác bọt ngay nhá. Thịt cá vược sướng quá. Nhào rô thôi anh em ơi. Nhào rô. Đánh đai về mới phê này. Đai bạo lực. Đó. Úi giời ơi, đóng luôn anh em ơi. Úi giời ơi, bóng rồi. Wow. Úi, được con vượt nhỏ bóng anh em ạ. Kịp quá. Tí nhỉ. Úi giời ơi anh em ơi. Này, nó chém đất dù. Này anh em nhìn nha, sự khiếp khủng của loài cá vược chém đứt rù, bung cả chì vừa ra, sợ. Bỏ lại cái khác thôi. Đây, anh em mà em đánh cá sông em phải đánh loại lưỡi xịn này. Thép siêu cứng này. Tiếc là vừa đây con kia nó bay nó chém, nó đứt dây luôn. Wow, đấy, phải chơi loại lưỡi này các bác nhá. Hiện nay mình chơi chúng nó. Phí quá. Thì nói là cá vược nó chém kinh thật anh em ạ. Dù lõi ấy, có sợi cáp bên trong mà nó chém đứt sợ. Giờ em phải chơi một đoạn đầu ở dưới sẽ phải chơi đoạn cáp. Cái khâu nào mất lưỡi phí, lưỡi toàn lưỡi đắt tiền này. Lưỡi cực kỳ đắt luôn. Siêu cứng. Nhưng không phải giống mấy cái loại lưỡi thường anh em vẫn đang câu. Siêu cứng, siêu bền, siêu khỏe. Có 14 cái một gói. Giờ ta mua hình như hơn 100.000 14 cái. Đặt từ bên Đài Loan về, không phải Việt Nam mình cũng không có cái của lợ này. Mất một cái hơi sót. À. Rồi, giờ mà chơi đoạn cáp. Các bác thấy buồn cười. Nó vước đã ăn mỗi bột đời chưa bao giờ thấy mỗi bột có tôm gái hay cá nó bù vào phê thật đấy quá luôn quá là phê luôn anh em ơi. Ngoài sâu lắm cho lùi lùi trong này nước đã sâu nó còn chảy trôi đáy anh em. Ồ, chuẩn đấy. Chuẩn trí. Thank you.
đây rồi, úi rồi, úi đây rồi, đây rồi, hàng rồi. Lỏng lỏng lỏng. Lỏng hàng rồi các bác ơi. Con này mà nó chạy mắt. Mút xuống. Đây rồi, mút rồi, úi rồi, đây rồi, hàng rồi. Lỏng lỏng lỏng. Lỏng hàng rồi các bác ơi. Con này mà nó chạy mắt. Nhiều ai. Hàng to, vớt vớt vớt, lấy cái vớt. Con này không để mất được. Con này còn mất nữa thì hỏng. Vừa lắm chặt đấy. Úi giời. Con này nhảy kinh thế nhỉ. Không thể để mất được anh em ơi. Kéo kéo bình tĩnh, cứ xuống xuống từ từ thôi, con này đóng sâu rồi. Cứ bình tĩnh. Nó còn vít cần áng lắm. Không để cho con này mất được. Lên lên rồi. Mày chạy đâu? Vào 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 vào. Linh. Chuẩn. Ok ok. Úi giời. Con này đít phê phết anh em ạ, tay đang run. Ngon đấy. Con thứ hai anh em nhá. Đó, rồi. To quá. Cầm khéo mang sắc lắm em ạ. Khéo mang sắc lắm nhá. Đóng rồi cá tuyệt vời. Ok. Em thứ hai. Đánh mồi bột nước dọa mà đóng vược mấy hôm nay đánh sướng quá anh ạ. Mồi bột em có tôm. Phê quá, tay chân đang run. Mồi bột có tôm anh em nhá. Xuống cần à. Ok. Giờ đời hôm nay đi cầu rơi điện thoại xong anh em này. Đang mò. Giờ nó liệm không biết đâu mất rồi. Ủa, thành niên đi cầu rơi. Bấm bấm mà để nó tụt rơi đây chịu luôn. Thấy không? Quả này nó liệm rồi. Điện thoại nó liệm quá. Ừ, mò động quá mà cầm chắc. Cái nát xuống liệm đâu. Đấy, tao xuống mày mò. Cầm chắc cái nát được không mày? Mẹ mày ra cái tụt cái đấy nè, chỉ hoảng đấy. Không thấy à? Chân đi sát vào, đi cả chỗ rìa. Rìa rìa này này. Cái rìa nào? Đấy, đông này đúng không? Đấy, vậy mò mò. Mò ra chỗ qua cái đầu, qua chỗ tay kìa, chỗ kìa. Đông lá đấy. Này, liệu không biết mất đâu đâu. Hành điện đi cầu mất điện thoại. Con này có trúng nước không? Có con gì? S10. S10 á? Ừ, con S10 trúng nước ngon rồi, cái này rơi xuống thì không chết nhưng mà phải mò được. Mò không thôi. S10 giờ bao nhiêu tiền nhỉ? Gần 30. Thế thì gần 30 triệu thôi, đây con này oẳng rồi. Cái này khả năng về phải 5 mới đủ đi. Cái này khả năng đợi tối á, đến tối không bắt đầu trời đến tối thì gọi xong ở dưới sáng thì biết chỗ nào mò. Gần 30 triệu đứng đây à. Tiền hỏng rồi. Mò chết. Mò đã sao kìa. Mày cầm kiểu gì mà nó rơi được. Mò chết đây mà rơi được. Không hiểu thanh niên này. Tìm người yêu rồi dạ thôi. Mò ra cái mé giữa này này. Đây. Cái mé rơi này đúng không? Mò thẳng ra đằng này. Đi câu cá nhân tìm người yêu đôi điện thoại này chuẩn rồi. Có cái bà. Mày có lấy trúng được. Nếu mà nhặt lên thì vẫn sống không chết. Thấy không? Ổn thần quá nhỉ. Alo. Khả năng chú sắp được đổi điện thoại mới đấy. Em đi mò hẳn ở cái gì à thôi, hẳn xuống nhà nó có mắc vào đâu. Mò từ trên nó mò xuống. Mò tay chân khùa từ ấy. Thấy không? Chết treo treo lại đi. Còn này hoảng rồi.
Thôi lên về sáng mai nản cái chân của ấy. Có mít cục quà đi. Mít đi. thấy rồi anh em ạ. Ướt chết rồi. F10. Con này theo thông tin là mua 30 củ nhưng mà con này có trúng nước mà bị rơi nhiều lần nó nứt. chết. Đấy. Không, con này nếu bình thường bọn nó ngâm lâu được nhưng mà con này bị nứt rồi. Chết. Nhanh. No. Ôi, thấy điện thoại là may rồi. Khổ thân thanh niên. Ôi, chết, con ấy về chết rồi. Giờ có ba ra quán luôn. Ven sông, con này tanh lắm. Em vừa bỏ cần vội đào không kịp, kéo khá mọc nữa nhỉ. Đấy, ven sông. Đặt được con này cắp ven đúng không? Chính xác là ven. Con này tanh cực kỳ rớt nhưng mà ăn lại rất là ngon. Em cầm cái chì ở lưỡi kìa, đừng cầm con cá, cầm chì ở lưỡi đấy. Cầm chắc có chì ở lưỡi. Không cầm tay kia, cầm gỡ, đừng cầm tay, đừng cầm con cá. Đấy, ngay bỏ tay, xoắn à. Rồi, thêm nhóc nữa. Ok. Con này về đây anh em ạ. Hôm nay công nhận là xuống thật, công nhận tính con nào khủng con phê. Buộc anh em ạ. Nhưng mà câu sống suối ở đây phê thế nhỉ. À, khủng luôn. Rồi, cho vào thùng các bạn nhé. Để mấy cái thùng đựng những nước ạ. Tớ còn về nhà nó xuống các bạn. Đẹp, tươi. Con này màng sắc lắm. Toàn cái cả túi. Mà có quả mang về là ok đó. Không nhận là cố gắng vào xuống. Hai chú. Xem hàng. Ôi, anh em thấy hàng này to thì like cho em cái nhá. Phê thật quá, tay chân run. Cầu cái giống này sướng rồi là sướng các bác ạ. Công nhận hàng cá vực. Các bác nhìn này, cá thiên nhiên trông nó bụng nó gầy nhom luôn, đói, trông nó phê lắm anh em ạ. À, cho anh em chiêm ngưỡng hàng của em này, thật là tuyệt vời. Vậy thôi anh em ơi. Anh em nào thích tươi 10H ấy, thì liên hệ với em nhé. Cần ấy cực kỳ khỏe luôn, kéo cực kỳ sướng.